nhìn thấy anh ở ngoài á, thấy như thế nào? Thấy ở ngoài thấy xấu trai. Thấy xấu trai. Thế còn Hiệp thì sao? Xinh. Quá xinh luôn, ngược nhau hoàn toàn. Nói chuyện được có 5 hôm hay mấy hôm thì bảo là: "Em ơi, anh muốn cưới em làm vợ." Xong rồi con cảm thấy là ông này thật sự là đấy ạ, vấn đề thì con học cái môn múa thì con bị ngất. Trước đấy thì anh bảo là anh đi công tác ở Bình Dương. Nhưng mà con ngất dậy thì lại thấy anh ở bên chỗ cạnh rồi. Và anh bắt mạch, các bạn kể lại là nghe tin là con bị ngất là anh phi từ Bình Dương về, không bỏ hết công việc, rất là nhiều cái quan trọng, hợp đồng của anh bỏ tất. Anh về bên cạnh và anh chăm sóc, rồi anh cứ ở viện là anh chăm sóc ngày như vậy, là con rất cảm động ấy. Thế là bắt đầu từ cái vụ đấy là: "Chào anh chị, em tên là Nguyễn Hoàng Hiệp. Sinh năm 1987, là một nhà thiết kế nội thất." Hiệp là ở đâu? Em ở Hà Nội ạ. Rồi bây giờ mời vợ của Hiệp. Con chào chúng con. Không, em chào em với anh chị luôn đi. Chồng chứ sao mình kêu vậy nha. Vâng, em chào anh, em chào chị. Đó. Em tên là Hà Anh ạ. Em sinh năm 1995 ạ. 29 tuổi ạ. Em thì làm kinh doanh ạ. Cơ duyên nào mà hai vợ chồng lại gặp nhau? Trước thì em có máu kinh doanh từ nhỏ ạ. Ngày xưa đã biết kiểu đăng lên Facebook bán hàng, xong là dùng mấy cái tool để gửi một phát là tất cả bạn bè Facebook của mình mua hàng của tôi đi ạ. Thế là gửi chúng anh đấy. Người này. Nhưng mà anh không có mua hàng ạ. Nhưng mà anh có phải là trong danh sách bạn bè của em không? Có rồi. Dạ. Vâng. Tức là hai đứa là đã kết bạn với nhau trên Facebook. Vâng. Cái hôm đó vợ em gửi dụ em mua cái mặt hàng gì? Dụ mặt nạ hay cái gì? Sô-cô-la. Sô-cô-la thì trung tính, dụ ai cũng được đúng không? Năm cuối cùng là Hiệp có mua không? Không có mua. Không mua vậy? Chỉ không... hỏi cớ để làm quen thôi anh. Nhưng mà là hỏi giá nè, rồi hỏi tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng là không mua. Vâng, không mua. Ủa nhưng mà Hiệp ơi, hai bạn là quen nhau trên Facebook nhưng mà có thường xuyên là tương tác với nhau không? Ví dụ không như ạ, là thả tim hay là comment gì không? Không ạ, trước đấy là không biết nhau, không biết anh này là ai ạ. Tự động là bạn. Bởi vì anh đi du học ở nước ngoài về, sau đó anh khởi nghiệp là anh không có dùng mạng xã hội nhiều. Không hiểu sao là lại kết bạn Facebook với nhau. Hồi đó là em cũng là đang làm kinh tế trong thời gian khởi nghiệp, thì qua đó mình nhìn thấy cô này từ bé còn ít tuổi và đã có khiếu và có đam mê kinh doanh như thế này, mình thấy là mình có vẻ là hợp với mình, em cũng chủ động làm quen. Nhưng mà nhìn thấy cái giao diện, thấy cái avatar, thấy có xinh không? Xinh chứ. Việc đầu tiên này phải như vậy. Vâng, phải xinh đấy. Rồi bao lâu thì mới gặp nhau ngoài? Cỡ khoảng độ 8 tháng. Ôi vào, dữ vậy. Cô này cô khá là kiêu. Không ạ. Nhưng mà lúc mà em hỏi thăm 1 năm 8 tháng, anh nhầm rồi. Bởi vì là anh này nhắn tin cho em rất là nhiều nhưng mà em không có trả lời. Cứ độc thoại thôi ạ. 1 năm 8 tháng. Giờ vịt hỏi là cái này bao nhiêu xong rồi là cuối cùng không mua. Không mua. Ghét luôn. Ghét luôn. Hôm nay không phải thằng tiềm năng của tôi rồi, cho nên tôi không tiếp ông nữa. Đúng rồi. Nếu mà tính cả thời gian đấy thì lâu lắm. Nhắn nhiều nhưng không được có trả lời. Sao em không nản? Ông nản em chuyển qua cái chỗ cái mối khác. Cảm thấy là đây là mục tiêu. Vẫn là kiên trì luôn trong 2 năm. Mục tiêu quan trọng. Thế rồi cuối cùng làm sao mà em nhận được cái tin nhắn hồi âm của bạn này? Em bảo là anh muốn đầu tư cho em. Xong luôn. Anh sẽ đầu tư và cố vấn cho em từ A đến Z luôn. Thế là con phải trả lời ngay lập tức. Cho đến bây giờ tôi sẽ anh không phải khách hàng tiềm năng của tôi mà anh làm mỏ vàng của tôi. Bao lâu mới gặp nhau bên ngoài? Chắc phải mấy tháng. Thế nhưng mà cơ hội kinh doanh đến thì nó phải chộp lấy chứ. Kiểu cứ nói chuyện thôi ạ, mà lúc ấy anh thì lại đang start, anh cũng bận. Mãi sau á, con không nhớ rõ là bao lâu nhưng mà anh ra trường đại học và gặp nhau ở trường đại học. Nhìn thấy anh ở ngoài á, thấy như thế nào? Thấy ở ngoài thấy xấu trai. Thấy xấu trai. Thế còn Hiệp thì sao? Xinh. Quá xinh luôn. Ngược nhau hoàn toàn. Tuyệt vời. Thì gặp á, anh cứ hỏi linh tinh thôi. Sau đó con cảm thấy là cái ông này ông rất là nhảm nhí và không muốn nói chuyện, không muốn gặp nữa. Sau đấy thì nói chuyện được có 5 hôm hay mấy hôm thì bảo là: "Em ơi, anh muốn cưới em làm vợ." Xong rồi con cảm thấy là ông này thực sự là đấy ạ. Vấn đề. Tại sao là trong một khoảng thời gian mới có mấy ngày thôi mà Hiệp lại đặt một vấn đề với một cô gái là muốn lấy cô ấy làm vợ? Cảm thấy là vụ đầu tư này chắc là quan trọng nhất và lớn nhất trong cuộc đời. Con còn nhớ cái hôm đấy là anh ấy chở con về trường ký túc xá ấy. Lúc đấy là con chưa có yêu cái anh này. Tại thì kiểu chán quá thôi đi chơi. Với cả anh này bảo đầu tư thì xem là có học hỏi được cái gì không. Thế là xong tự nhiên anh ấy đưa về cổng ký túc xá. Xong cái anh ấy lôi tay lại, anh thân nó vào tay. Trời ơi, con bảo ôi giời vô duyên không chịu được á. Thế là xong anh tặng bông hoa hồng màu đỏ. Thế là con cảm như kiểu mình không yêu á, mình cảm thấy trời ơi. Thế là con mới một phát con rụt tay lại, con chạy lên ký túc xá. Con bảo bọn bạn trong ký túc xá là trời ơi vô duyên không chịu được luôn. Thế là các bạn ký túc xá: anh này lãng mạn thế. nhưng mà riêng mình thì chị thấy nó lãng xẹt. Vâng. Hiệp tấn công hôm tiếp sau, bằng cách nào? Hôm sau liệu có được hôm đi chơi nữa không? Đó. Bị giận dỗi nó khá là lâu. Đấy. Bị giận dỗi khoảng mấy tháng đấy ạ. Mấy tháng luôn? Vâng, gần 2 tháng. Trong mấy tháng đó vâng. Thì ông chắc chết lên chết xuống đúng không?
cảm thấy khổ sở. Rồi cuối cùng em dùng chiến lược gì? Lại là đầu tư. Sau đó thì anh lại nhắn tin là kiểu cứ nói đến công việc, nói đến kinh doanh thì anh lại rất là giỏi. Thế là lại nói chuyện lại. Cái lần tiếp theo đó là lúc gặp nhau thì có nói về vấn đề làm ăn không? Hay là lại nói cái chuyện không ạ? Lần đấy là con đi học ở trường đại học thì con học cái môn múa thì con bị ngất. Trước đấy thì anh bảo là anh đi công tác ở Bình Dương. Nhưng mà con ngất dậy thì lại thấy anh ở bên chỗ cạnh rồi. Và anh bắt mạch. Các bạn kể lại là nghe tin là con bị ngất là anh phi từ Bình Dương về, không bỏ hết công việc, rất là nhiều cái quan trọng, hợp đồng của anh bỏ tất. Anh về bên cạnh và anh chăm sóc. Rồi anh cứ ở viện là anh chăm sóc ngày như vậy là con rất cảm động ấy. Thế là bắt đầu từ cái vụ đấy là thiêu luôn. Vâng ạ. Ôi đúng người rồi. Thương thật lòng mà tự mình đến gia đình nhà vợ. Em tự tới luôn. Hồi đó là hai anh đang học ở trường. Ở trường thì buổi tối đó là em tự đến nhà. Đến nhà gặp đến ai? Nhà gặp tập bố mẹ vợ tương lai. Nói cái gì? Rồi nói sao? Nói nhà cháu là bạn trai của hai anh. Cháu đúng là bạn trai của hai anh. Thế là từ hôm nay là muốn hai bác tác hợp cho con với hai anh chính thức đi lại, tìm hiểu nhau. Phản ứng của bố mẹ thì sao? Cảm thấy bất ngờ. Nói được gì? Thôi cháu con cứ uống nước sau rồi hôm nay con cứ về đi đã. Vâng. Tại vì là trước đấy là không nghe con kể gì về anh này hết. Bố mẹ con rất là hoang mang luôn á. Lúc đấy là con cũng hoang mang luôn. Lúc đó là trước cái đợt con ngất hay là sau? Trước ạ. Trước. Đến từ lúc mà đợt hôn tay đấy ạ. Đấy. Nhưng mà sau cái vụ mà ngất là hai đứa chính thức. Dạ vâng. Còn nhà đúng không? Dạ vâng. Sau đó thì là chỉ cứ sau một tuần là em đến đã xin bố mẹ cho lấy hai anh làm vợ rồi. Là trong một tuần luôn. Một tuần. Con bây giờ khá tuổi rồi. 28 gần 30 tuổi, con già rồi. Cô chú cho con cưới nhanh, lấy hai anh làm vợ luôn. Anh rời cưới vào mùng 2 Tết ạ. Cô chú cứ cho con cưới vào mùng 2 Tết. Lúc đó là mọi người cùng ăn Tết rồi, cùng ăn cũng cưới luôn cho nó phấn khởi. Bố mẹ chưa thì ai cưới mùng 2 Tết đâu con ơi. Thôi cuối cùng là cưới vào mùng 10 Tết ạ. Là đồng ý. Dạ vâng ạ. Như vậy là cho từ lúc quen nhau cho đến lúc cưới nhau là mấy tháng? Từ lúc quen thì... Từ lúc mà ngất á, từ lúc ngất á. Còn mấy tháng thôi ạ, mấy tháng anh nhỉ? 5 tháng ạ. Vâng, chắc tầm đấy ạ. 5 tháng. Hàn với Hiệp là bây giờ là đã có em bé chưa? Con có một bé trai 7 tuổi ạ. 7 tuổi? Dạ. À là câu chuyện này là cách đây coi như là mấy năm rồi. 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi đúng không? Wow. 9-10 năm rồi chứ. Kể mà cứ như là hôm qua. Vâng. Từ con cái cho đến chiến lược kinh doanh mọi thứ trong cuộc sống thì anh định hướng rất là tốt cho con. Nhưng anh nhiều khi trêu là anh cứ như là bố của em nữa. Tại vì khi mà con đi lấy chồng là con còn rất là ít tuổi. Anh dạy con là cách sống. Dạy con cách nhau 8 tuổi. Cách kinh doanh. Dạy con từ cái cách mà em phải để đồ như này, có nghĩa là dạy những cái nhỏ nhất ấy ạ. Tại vì ngày xưa con cũng được chiều, không biết làm nhiều. Thì anh luôn bảo là anh giống như bố em. Mà em mà con cũng công nhận như thế luôn. Đức mừng là anh đã lấy được một anh chồng rất là tốt. Và cái phần mà nói tốt đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta chuyển một cái phần khác. Chuyển qua một cái phần khác chắc là anh thú vị lắm đấy. Vâng ạ. Thú vị. Có chờ đợi giây phút này không? Có. Chồng con thì có một cái tật rất là xấu. Xấu tệ luôn ạ. Đó chính là anh rất là kỹ tính và sạch sẽ. Nhất là nó bị quá độ. Quá độ luôn. Quá độ luôn. Rồi khi anh về nhà là anh thấy, có nghĩa là lúc nào anh cũng cảm giác xung quanh anh như là bụi, là bẩn. Và anh nói rất là nhiều là em ơi nhà nó bụi bẩn quá. Trong khi là bác giúp việc là bác ấy lau thường xuyên á. Nhưng anh ấy vẫn không hài lòng. Anh rất khó tính. Và có cầm đồ lau lại không? Anh không ạ, anh chỉ nói thôi ạ. Và người ta phải lau lại. Vâng. Em là làm nghề là một nhà thiết kế nội thất. Và cái doanh nghiệp là phân phối đồ nội thất. Phân khúc của mình là mình nhà thiết kế nội thất cao cấp, tinh tế và sạch sẽ. Mọi thứ đều rất là gọn gàng. Thì trong cái ngành nghề và nghề nghiệp của mình nó tạo cho mình một cái thói quen và một cái tính trong con người này. Như là bệnh nghề nghiệp đó. Bệnh nghề nghiệp vâng. Mọi thứ phải ngăn lắp và sạch sẽ. Và đâu ra đấy. Cái điều đó là thật ra là tốt. Nhưng mà đôi khi nó có kỹ tính quá, nó lại thành cái điều mà chưa tốt trong mắt Hà Anh đúng không? Dạ vâng, tại vì bản thân anh ấy khó tính mà anh cũng rất khó chịu. Tại anh đi đâu là anh cũng thấy là chỗ này chưa được này, chỗ kia chưa được này, cái ghế này chưa được, kiểu như thế là anh sẽ soi. Anh ấy rất anh bản thân anh cũng rất là mệt ạ. Và con ở cùng là nhiều khi con cũng thấy rất là bức xúc cái vấn đề đấy. Và con bảo nhiều khi anh ơi anh sống nó phiền phiến thôi để cho người khác và anh cũng đỡ mệt đấy ạ. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa sửa được ạ, vẫn rất khó tính. Tại vì nghề nghiệp mà đúng là bệnh nghề nghiệp thì cũng khó sửa lắm á. Dạ. Rồi cái gì nữa? Con có cái đấy là tật xấu thôi. Anh có gia trưởng không? Anh cũng bình thường bởi vì anh biết tiếp thu ạ. Cũng không gia trưởng cho lắm bởi vì cũng có mà nhưng không cho lắm. như bố mà. Một người chồng, một người anh, một người người bố vâng. Mà cho nên là cái thời gian đầu về mới ở với nhau thì vâng. Chắc lẽ là cái tính gia trưởng nó sẽ nhiều hơn bây giờ. Đúng rồi. Có chiều thằng anh không? Chắc chiều dữ lắm hả? Chồng con thì thực sự là một năm 365 ngày
thì 364 ngày anh ở nhà, ban ngày thì anh đi làm, còn tối là anh sẽ ở nhà với vợ con. Một là anh dạy con, hai là anh nghiên cứu công việc của anh ấy. Và anh không bao giờ anh đi nhậu, gọi là rất hiếm ạ, trừ khi là đối tác rất là quan trọng thì anh mới đi. Thích ở nhà nhậu với vợ. Hai chồng có nhậu không? Hai vợ chồng bữa nào cũng nhậu. Rồi bây giờ chắc đâu có mong muốn anh xã thay đổi điều gì hả? À, con thì mong muốn là chồng bớt khó tính, bớt kỹ tính lại ạ. Tức là đến bây giờ vẫn chưa sửa được. Vâng ạ. Rồi bây giờ tới Hiệp đấy. Em trả lời luôn là đối với em thì vợ em hoàn hảo. Bởi vì đối với mình, một người mà mình cảm thấy là mình vô cùng yêu thương, vô cùng trân trọng, một cái tật xấu nào đấy, một cái vấn đề nào đấy, mình coi đó là chuyện nhỏ. Bởi vì trong gia đình em luôn là người nhường nhịn mà. Mình luôn luôn là người thua và nhường nhịn. Thế nhưng mà bây giờ mình yêu người ta đến 365 ngày thì hết 364 ngày mình ở bên cạnh người ta rồi. Thế bây giờ có mỗi cái người ta bảo bớt kỹ tính thôi mà không sửa được. Thế mà bảo yêu. Thôi cái này thì sẽ cố gắng. Vâng, nhưng mà chắc là sửa được chút xíu rồi. Vấn đề là bây giờ là vợ mình bây giờ là cũng gần như giống mình, thì cũng rất là khó tính rồi đấy. Cho nên là bây giờ cũng... giống nhau cho nên giống nhau ạ. Khó tính giống nhau. Rồi chúc mừng hai vợ chồng nha. Vâng, cảm ơn anh. Mong là hai vợ chồng sẽ công việc nó sẽ suôn sẻ và tốt đẹp hơn nữa. Vâng, cảm ơn anh. Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Trung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình, bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Trung và Thanh. Trung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ? Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em á là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ổng dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát à. Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hát luôn. Đúng không? Nhưng mà học được lâu không? Dạ, em học có ngày. Có ngày. Trời ơi, một ngày chắc hết hồn ông thầy luôn. Dạ, dạ không, cái ông thầy này chảnh lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ông mới cho em được tiếng để gặp. Gặp xong cái ông nói đi. Gặp ông mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Giờ cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Rồi cái bả vừa cất ra một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại lần nữa đi. Dạ, để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe. Dạ, đi thôi, thôi, em hát cái gì mà. Ở lúc đó có hai người à, còn bây giờ đông lắm rồi. Em đông nhưng mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu thiệt á. Không, đó, thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà. Thôi nghe em hát câu đi. Một câu một thôi. Chị muốn thực sự là coi lý do gì á mà Trung nói em đừng có theo thầy hát. Hát đi hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ông đang sướng. Hát đi Thanh. Hát đi. Thôi cho anh càng nữa đi. Em mất rồi em. Có một cái hát gì ta? Rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh mà ngày xưa em khơi lại cái nỗi đau của em. Lê chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa. Đó. Ê da. Là cũng có kiểu đâu vậy? Là đúng. Không nghe chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi lý do gì mà em khuyên vợ trời, em cái này là em biết là sau này cưới về ông mới khai thật em á là không phải ông em hát dở. Mà ông nói em là hát giống cải lương, ông không có dạy cải lương. Không phải luôn. Em nói lý do đi Chung. Dạ, nói hai lý do đi. Lý do thứ nhất á là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á là em nói thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này, mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt lắm. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu, cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Tiền ăn uống em trả hết,
ông đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ông đổ thì ông đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Em đến ăn tối thôi rồi về. Trời rồi chở thẳng ra Phương Trang luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt. Dạ, là vâng. Sau chuyến đi Đà Lạt. Vậy khi mà yêu nhau thì hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen cho nên em mới thương. Dạ. Giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen là hết thương. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết, em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới đây là một cô gái tâm lý, cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Rồi bắt đầu bộc lộ ra nguyên hình nguyên trạng. Và từ khi mà khoác cái này lên là hiện cái nguyên hình. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quá, hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng không chung? Bình thường thôi, tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ. Tự dằn vặt. Tự dằn vặt. Rồi mặt như cái mền. Cái mền. Chứ không nói, không ý kiến, không có nhíu, có ngắt. Sao anh, sao anh? Nhưng mà em thấy là em ghen á, là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi, chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm như em cảm thấy bị day dứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia thì em biết để mà em điều chỉnh cái này. Cứ tự buồn rồi em cứ nghĩ tại sao mình làm cho bả buồn, hoặc là tại sao bả lại buồn này kia. Em cứ suy nghĩ hoài cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được lời giải đáp đúng không? Dạ, thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Cái trận ghen nào mà giận em bộc lộ khác cái tự kỷ đó. Có trận gần đây là em ghen mà phải nói em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không. Rồi lúc đó mình đi ra hai cái kêu ổng dậy mà ổng đang nằm ngủ. Anh này có ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái nói vậy anh hỏi lại đi. Cái nói là em hỏi đi nhưng mà em không dám hỏi. Tại em sợ em gọi người ta là chửi em nữa sao. Em mới tức quá lấy điện thoại ổng không nhắn lại. Em ơi giờ này vợ anh đang ngủ em nhắn gì vợ anh buồn sao. Cái xong cái nó nhắn lại, ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ổng dậy dậy hết để ổng nói ổng vừa ngủ quá không ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ổng còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha, phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ổng không nói năng gì luôn. Lúc đó ổng lo ổng sáng tác. Ổng không nói năng gì luôn mà cái cảm xúc quá, sáng tác quá. Xong rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ổng nổi điên lên để ổng chửi lại hay ổng quan tâm, thà rằng ổng chửi nhưng mà ổng cũng có quan tâm. Không trả lời luôn. Thì lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Cái quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao. Thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ông cũng im lặng làm sao. Đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia cái thứ. Xong cái ông đi đón về. Rồi lên xe luôn. Lên liền. Dạ. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá, dạ. Mừng quá. Được tự do. Hớn hở, hơi thoải mái chút, em đi đá banh với bạn. Cho nên cũng bị một cái tật là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hai vợ chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào? Và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhưng nhắn cho em. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh. Thì anh phải nói, tự nhiên cái nói anh không biết ai hết. Cái đến khi mà em mò ra được, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không? Cái nói cái đó bạn quay cũ lâu rồi không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh á là anh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Ghen mà này gọi là ghen lịch sử đó quý vị. Ghen lịch lãm á. Đứa nhỏ nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Bởi em là chăm sóc nhiều hơn. Vậy hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ đó, có bao giờ mà em thức dậy em chăm? Dạ không bao giờ luôn chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc á, cái em nói anh ơi dậy phụ em đi em mệt quá. Anh biết rồi, cái lấy em bê ba gì em vô lỗ tay mở lớn lên ôm gối ngủ tiếp. Nghĩa là đeo vô là một hình thức, nghĩa là chống, là chống chống ồn con, chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó chống cái khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bà là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó, cho nên rất là mệt.
Mỗi khi mà bà có công việc đó, bà đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bà ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên. Đó thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn bề ghét vậy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Bây giờ Trung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật sống? Thứ nhất là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu, cái nào hiểu được đang nghĩ giùm đầu. Nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác. Không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em bây có em bao hỏi nhiêu anh Thuận giờ là bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm. Nếu mà những người nào không làm thì mới chắc là tệ. Thế còn thành tật xấu của Trung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon nữa, cái nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm em muốn ngủ lắm, có gì em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ổng nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ổng muốn làm gì cho em ổng tự giác ổng làm đi, ổng đừng có hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ. Đúng rồi. Ví dụ như Chung á, là Chung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á thì em lại muốn là Chung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh. Điều chỉnh thôi chứ cũng cần phải thay đổi, điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất. Ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu, được không? Xin chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Chung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha. Em tên là Đặng Hoàng Anh, người ở Sài Gòn, hiện đang ở Gò Vấp, nghề nghiệp là lái xe. Lái xe. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 45 tuổi. 45 tuổi. 45 tuổi. Là bằng em hay là hơn em? Anh Hoàng Anh là lớn hơn em, lớn hơn em 3 tuổi. Ồ, vậy đó. Năm nay 42. Dạ. Chào anh Hoàng Anh. Dạ. Anh 76. 76, mình 79. Là em thua chị 10 tuổi đó. Dạ. Dạ. Rồi mời. Dạ, em là Tôn Nữ Hương Xuân. Năm nay em 39 tuổi, nghề nghiệp em là kinh doanh tự do. Tôn Nữ Hương Xuân là chắc là gốc là Huế. Huế. Vậy đó hả? Dòng họ vua chúa. Có nói được miếng tiếng Huế nào không? Mất gốc luôn rồi. Mất gốc. Rồi, hai vợ chồng là năm nay là lấy nhau là được bao lâu rồi? Dạ 21 năm. Wow. Như vậy là bạc hay chưa vàng, bạc, đám cưới bạc vàng được 50 năm. Mới hấp hôn hồi năm ngoái. Ừ, là bạc 20 năm. Đó, dạ, bạc đó. 20 năm mới hấp hôn. Con gái lớn năm nay 20 tuổi. Rồi vậy đó hả? Hai chồng là mấy cháu rồi? Dạ 2 cháu. Yeah. Một đứa 20, đứa 8 tuổi. Vậy đó. Cách nhau 12 năm lận ha. Cách nhau gì mà xa dễ sợ vậy đó hả? Tại vì dự định có một đứa thôi mà này xui bị lòi thêm đứa nữa. Mấy kế hoạch hả? Nhưng mà vậy là hạnh phúc đó. Bây giờ tuổi này mình có đứa nhỏ 8-9 tuổi nó cứ đu đeo theo mình á, mình thấy cuộc đời nó vui lắm. Ở dưới ngoại. Hả? Ở dưới ngoại. Ở hai chồng. Ủa sao vậy? Tại vì đứa nhỏ thì ở dưới ngoại, đứa lớn thì ở chung hai chồng. Đứa nhỏ ở Bình Dương. À dạ, sao lại 6 nó... tháng là bà ngoại bắt về Bình Dương, bà ngoại nuôi tới. Bà ngoại cưng quá hả? Má em nay nhiêu? Má dạ, em nhiêu mẹ nay 68 tuổi. Ồ, vậy còn trẻ. Nhưng là... mà rất là trẻ, rất là... Không, 68 tuổi vẫn còn trẻ, bà cũng vẫn đủ sức nuôi cháu. Như vậy là cái đợt dịch này là chắc có lẽ là không có gặp con suốt mấy có, tháng đúng không? Có gặp, nhưng mà không có được ôm. Ai gặp qua FaceTime? Tại sao, tại sao? Tại vì em đi làm từ thiện, em đi lên tới đó được. Tức là hai chồng đi làm từ thiện rồi cũng đi lên từ thiện của tự hai vợ chồng tự làm, tự mở nhóm tự làm chứ không phải đi làm cho ai hết. Các bạn có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc thiện nguyện của hai vợ chồng trong cái mùa dịch vừa rồi? Tụi em là bên nhóm của Bạn Hữu Đường Xa. Em là trưởng nhóm của Bạn Hữu Đường Xa Sài Gòn. Là của một cái nhánh của Bạn Hữu Đường Xa. Thì trong Bạn Hữu Đường Xa thì tất cả là anh em đều là tài xế. Thì tài xế người có xe, nói chung là ai cũng biết lái xe hết. Thì mới đầu là chỉ có hỗ trợ trong nhóm Sài Gòn thôi, trong tất cả các anh em trong nhóm Bạn Hữu Đường Xa Sài Gòn. Thì sau này thấy cái bà con khổ quá, thì có em ruột của mình là Đặng Hoàng Nhân. Thì nó mới đứng ra nó hỗ trợ, tức là hỗ trợ về mặt
nhóm lão ra tạo ra một cái nhóm hội thiện nguyện Sài Gòn. Thì mới đi hỗ trợ cho những cái bà con bị cách ly, những bà con bị phong tỏa, những cái khu phòng trọ không có, không phong tỏa, không có việc làm, thì xin mạnh thường quân được cái gì thì mình hỗ trợ lại được. Hay cái quá. Đó trong suốt từ đầu mùa dịch tới giờ là 4 tháng, hiện bây giờ vẫn còn hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ tại kho. Tức là bà con đi được bà con tới lấy, chứ không đi giao nữa, mình không có đi giao nữa, không đi giao, không đi hỗ trợ nữa. Vậy là tụi em đã lấy nhau được 21 năm rồi. Dạ. Còn nhớ lại được cái thời điểm mà lúc đầu tiên mà mình thấy mặt nhau không? Dạ. Nhớ không? Chắc nhớ là, không? Chắc là ông này là tài xế rồi xong rồi đến giao hàng hay sao đó rồi vô tình gặp cô gái có khuôn cổ nè, đúng không? Không có, em là nhân viên của anh. À vậy? À, lúc đó là anh Hoàng Anh làm gì? Dạ em làm quản lý pizza máy lạnh. Rồi bây giờ bắt đầu quay ngược thời gian trở lại với cái giai đoạn đó. Đó. Là như thế nào? À, lúc trước là em làm pizza máy lạnh, quản lý pizza máy lạnh. Là pizza máy lạnh thì có gồm có 3 bàn thôi ở Phú Nhuận á, thì của ai của thì chủ là em bà con. Thì nó mở thì mình đứng quản lý giùm, coi tính tiền, coi xe, coi cổ, coi nhân viên. Thì nhân viên nữ thì chỉ có shopee cho khách đánh thôi. Thì bà xã tới nhận em tới xin. Tới xin việc em không nhận. Em không. Ủa, nhận tại sao vậy? Tại vì nó nhỏ con quá. Từng người tướng cao cao chút xíu. Thì bắt mắt chứ khách mới câu khách được khách. Rồi bữa cũng ráng lì 2-3 ngày sau cũng quay lên gặp chủ nhận. Vậy đó hả? Lúc đó Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em mới có 10 mấy tuổi. Nhưng mà tại vì cũng tính hiếu thắng á, thì cái sự cá độ của bạn bè kêu là thầy có nhỏ bạn làm trong đó thì em làm chỗ khác, khi kêu em á là đi qua đây làm chung, có cái thằng quản lý này thấy ghét lắm. Là ông này đúng không? Dạ đúng rồi, nói tại lúc đó tóc thì lúc nào cũng hai mái mà rủ con trai mà tóc mỏng trường nữa. Đó mái đăng trường hồi xưa mà phải chấp nhận cho người ta chứ, theo thời chứ. Mà nói chung là em nhìn qua thì em cũng ghét thiệt, mặt nhìn láo cá đã rồi. Vệ sinh rồi không nhận nữa là càng ghét thêm đúng rồi, lôi chôi lúc chốc rồi kiểu ra vẻ là dạng như là phải phân biệt chủ cả này kia, là không có hòa đồng với nhân viên á. Đó thì em bạn em mới nói tao cua này không được, mày vô mày cua được thì tao thua mày chầu ăn. Thì mình nghĩ là bản lĩnh của mình hồi nào giờ, ví dụ như đi làm ở đâu chưa bao giờ bị từ chối. Và cũng chưa bao giờ mà thí dụ như mà để mà dạng như cái mắt đàn ông mà chê hay này kia nọ. Đó đâu phải đến nỗi nào mình xấu hay là thế này thế nọ đâu, mà không hiểu sao đâu. Nói chung là lúc đầu thì cũng rất là ghét. Đi vô xin việc không nhận luôn. Không nhận thì lần thứ ba là cái gặp được người chủ. Rớt từ vòng giữ xe rồi. Nhưng mà cái ông dạ, chủ gặp giữ người xe chủ thì nhận. Cái em nghe ông lại, em nghe là khi em đi ra ngoài họ, em bà con của ông này. Đó. Rồi cái ông em bà con nó nhận cô này. Đó còn ông này là cho cô này rớt từ vòng giữ xe, coi thường người ta dễ sợ không? Chê nhỏ con á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà được nhận rồi vô rồi hai người chạm mặt nhau. Không, em khi mà em đi xin nhận rồi đó, em ra ngoài còn nghe cái giọng của ông nói mà ông nói chứ em nghe từ đầu em đã không nhận rồi mà chị còn nhận chi nữa. Đó chị nhận thì chị làm gì làm em biết, em còn nghe lại vậy nha. Thì nghe cái người vậy đó mới nói chứ ủa thấy con bé này dễ thương mà sao tự nhiên không nhận. Đó thì nó nhìn không dễ thương chút nào. Trời ơi tự ái cho em đúng không? Em đi ra ngoài nghe là hận lắm đúng không? Dạ. Vậy là khi mà em đi làm á là cái mục đích đầu tiên của em không phải kiếm tiền. Đúng rồi. Mục đích em đầu đang tiên làm chỗ khác rồi. Thì đó thì rồi, bởi chị mới nói là khi em bước chân vô cái pizza máy lạnh đó là bây giờ mục tiêu của em không phải kiếm tiền mà là kiếm người đúng không? Dạ đúng rồi. Kiếm chuyện. Như Háo Thắng, Háo Thắng là nghĩ là để quen cho bằng được rồi thôi chứ không có nghĩ là chơi qua đường rồi bỏ đó. Rồi sau đó là ổng có coi như là ổng có để ý em không? Thì nói chung là những lúc không có khách á thì cái tâm sự này kia nọ thì em làm đâu cũng khoảng 2-3 tháng em nghỉ. Ủa nãy em... ngày nào sao ông mưa người ta mà đi tâm sự với người ta là sao? Tâm sự là nói về công việc thôi, hỏi thăm ở nhà không, ở đâu. Quan xí xí ở chỗ pizza đó là rất nhiều nhân viên nữ. Đúng rồi. 2-3 đứa. Đó, có nghĩa là tâm sự hết với các cô hay là thì... chỉ tâm sự riêng với bà này? Em làm ca đêm. Ca đêm mới dễ dạ, tâm sự. Em làm ca đêm. Đến lúc nào thì bắt đầu em mới để ý con bé này? Nói chung là cũng không có để ý. Tại vì xong là cái quán pizza đó làm được mấy tháng là quán pizza nó sang quán qua đổi hình thức kinh doanh. Tức là làm ăn không có phát triển nữa thì mới đổi hình thức kinh doanh. Chuyển qua làm quán nhậu, quán ăn gia đình. Đó, nên thì em nghĩ em không làm nữa thì mới là vợ nghỉ, bà xã nghỉ, bà xã về nhà. Cái buồn lục cái số điện thoại điện thử coi. Tới nhà chơi coi sao. Thì lên tới nhà chơi. Chơi là mình cũng đâu có biết là có bạn trai rồi hay là đang giận bạn trai gì đó. Thì mình kể nó hốt được hốt không được thôi. Đó. Chủ yếu là vậy thôi chứ cũng không có gọi là yêu đương gì hết. Nhưng mà lúc đó anh có bồ chưa?
À lúc đó cũng có bồ rồi nhưng mà cũng muốn kiếm thêm vậy đó. À, thanh niên mà nó mới 20 mấy tuổi. Giống như là các em dễ dãi á. À. Nhưng mà ý chị muốn hỏi vậy nè, khi mà hai người á bắt đầu chạm mặt nhau ở cái quán pizza đó thì từ lúc nào em bắt đầu là không, tức là có cảm tình với cô bé này? Không có cảm tình. Không có cảm tình sao tâm sự? Thì nói chung là ví dụ như không có khách không phải là thì yêu đương nói chuyện nha, dạ đúng rồi, nói chuyện vu vơ này kia. Là tối rồi. Không ai nói chuyện cái đâu. Dạ nói chuyện vu vơ vậy thôi. Dạ. Chứ... bắt đầu là ghét mà, giống như em là em ghét bạn này. Dạ, từ em từ lúc ghét nào ghét là chị không có tâm sự đâu, nhưng mà từ lúc nào á mà em bắt đầu đưa ra chiến lược là phải cua đó, thì từ lúc nào á là em cảm thấy là em thích thiệt chứ không phải là em cua cho bỏ ghét? Không, thích thiệt là chắc sau này là có con rồi em mới thương. À, trời ơi, chưa thương mà đồng ý lấy người ta luôn. Không phải, 6 tháng cưới là tại vì do em thích mặc đồ cô dâu, thích được đeo vàng. Trời, bà muốn follow muốn mặc thử đồ cô dâu coi làm sao. Trời rồi ơi, mới lấy ông này làm mô hình, làm chú rể. Một cái lý do nó hết sức là coi như là lãng mạn đó, coi như là lãng mạn mà thành ra lãng nhách đó. Là, nhưng mà em có biết cái ý thích của vợ em lúc đó không? Dạ không, nói chung là lúc nó quen cái 6 tháng là đám cưới luôn. À. Tại vì một phần nữa là có em bé rồi nên buộc phải cưới. À, bác sĩ báo cưới. À, bác sĩ báo cưới. Ừ. Không, 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 vì là có câu chuyện này lắc léo lắm nha. Bây giờ bắt đầu mình quay lại cái cột mốc mà có nghĩa là ông này ông lục điện thoại. Ừ. Rồi lục điện thoại và tìm thấy con bé này xong đúng mình rồi. Như là coi như để giết bé luôn. Mà lúc rồi. Đó ông có người yêu rồi, bà này cũng có bồ luôn. Em có bồ không? Lúc đó em có bồ không? Em đang có bồ mà đó. Và em vẫn thương mà, tại mối tình đầu giữa hai người là đều mối tình đầu hết. À. Rồi đến khi nào thì cả hai coi như là tan vỡ với cái người yêu của mình và coi như là chính thức là quen nhau? Nói chung là không có tan vỡ, cái người mối tình đầu của em là không có chấp nhận cho em quen người này. Đó, rồi nói em là lấy người này là sẽ khổ rồi không có biết lo. Ủa rồi sao không lấy cái ông mối tình đầu mà lấy ông này gì? Thì nói chung là lúc đó em nhỏ mà em ghen tuông rồi với cái người em gái của người đó là em gái bà con mà dạng như không có giữ khoảng cách. Cứ mỗi lần lễ lọc hay bất cứ cái gì á, cứ là chạy lên là anh em là cứ là mừng rồi ôm nhau đi đâu cái tự nhiên cũng na theo. Đâm ra mà bằng tuổi nữa thì em không chịu, em nói cảm thấy nó sao sao á. Rồi mâu thuẫn. Dạ em mâu thuẫn rồi nói chung là nhiều khi lên cái hai anh em cứ ở chung một phòng vậy đó. Mà trai chưa vợ gái chưa chồng mà chỉ bà con thôi, mình đâu biết như thế nào mà cái ảnh cũng nói là em này kia rồi tào lao này kia nọ, anh em trong nhà mà tại sao có những suy nghĩ đó này kia tùm lum la. Rồi ảnh nói là ảnh dạng như không phải chia tay, ảnh nói là để cho em lớn để trưởng thành đó. Thì quen cũng hứa hẹn là tới 22 tuổi mới làm đám cưới. Đó thì cái em cũng nghĩ là quen nè, về em cũng có nói mẹ mà nói trời sao con ghét cái thằng quản lý ở trên con quá đó. Mẹ cứ hỏi thằng đó bao lớn mà mày ghét, nó chứ mà làm gì mày ghét, nó con cũng biết sao con nhìn mặt nó con không ưa đó, con nói chung là con nhìn mặt nó con không ưa chút nào hết đó. Nó nó bao lớn mà bị cứ ghét nó, thì cỡ bằng anh hai á, là tại anh hai nhà cũng bằng tuổi. Thì kệ nó làm gì làm, con làm con cứ làm, có gì đâu mà ghét nó, mà con không biết sao con nhìn mặt nó con không ưa chút nào hết, cứ về cứ hay nói mẹ vậy đó. Cái mẹ cũng kêu là hôm nào á đi làm chở mẹ đi thì phải coi coi mặt nó ra làm sao. Thì... trường hợp này là điển hình của sự ghét của nào trời cho con ấy đúng không đó. Còn em sao? Thì nói chung là em cũng muốn là dạng như là quen chơi vậy thôi. Ai nhờ thì bác sĩ báo tin thì buộc phải luộc làm đám cưới luôn. Không, nhưng mà cái lúc mà em quen chơi vậy em vẫn còn quen cái cô bồ đầu vẫn tiên còn quen, nhưng mà cô bồ đó vẫn ít có gặp lắm. Ít có gặp mặt lắm. Tại sao? Cô đó ở xa hay gì? Không, cũng ở gần đó thôi, nhưng mà bà này không có nói, không có thương mình mà cứ đi theo dõi không. Đi theo dõi hỏi coi đi đâu sao đi về sớm, đến nhà chơi sao về sớm. Tức là em ghé nhỏ bồ cũ thì ra đi kiếm xong về thấy mặt không kiếm không biết ở đâu, thì em đi về nhà ủa sao đứng trước nhà em, tức là đi bắt không được xong đứng coi em đi đâu chơi đó. Thì nói là đi đâu, họ đi thăm ta hả, mà có chứ có đi đâu đâu, người ta đi thăm bạn bè hay đi chơi gặp mấy thằng bạn thanh niên nó ngồi cà phê thôi, vậy mà cũng đi ghen đi kiếm gì kêu không thương, ghen ngược đó. Ghen ngược nó vậy đó, mà trong khi đó bồ á tới nhà hoài à. Thì trong lúc em nói chuyện em tới nhà chơi á, cô bồ của thằng bồ cũ cũng tới. Hai thằng đụng mặt luôn cũng chuyện bình thường. Vậy mà em không ghen, em đó mình là người tới sau mình không có em không có ghen ngược lại, em mà chỉ cô này ghen ngược em thôi. Không có ghen nhưng mà đi bắt ghen, đi theo dõi em đi theo, như vậy là cái chuyện tình cảm của hai bạn tới cái khi mà hai bạn là chính thức quen nhau thì cái câu chuyện nó vẫn liên quan đến người yêu cũ đúng không? Đúng rồi, là hai người vẫn còn liên đới đến hai người kia vẫn không có buông. Bây giờ hỏi thẳng luôn nè, cái lúc mà hai bạn coi như là thân thiết với nhau, coi như là
trao cho nhau đó. Dạ. Thì lúc đó là đã chính thức là chia tay người yêu cũ mình chưa? Nói chung là người yêu cũ không có chấp nhận. Chưa, tức là gì nè, bên đây á, thì cái người yêu cũ bên đây là coi như đã bạn này giận rồi chia tay, tức là không chia tay thì cũng không hẳn là chia tay, nhưng mà giữ một cái khoảng cách để cho em gần như là ly hôn đó. Ly thân á, chứ không phải là ly hôn, ly thân á, đúng không? Rồi á, là cô này là cũng ghen ngược với bên đây. Nhưng mà bên đây á, thì cũng chưa có dứt điểm với bên, chưa có ly thân với bên kia. Nhưng mà tại vì á, là bị ghen ngược cho nên phải chứng minh là không anh thương em này kia nọ rồi mới đi đến cái chuyện kia. Chuyện kia rồi là bây giờ bác sĩ mới biểu cưới. Mới cắt đứt hai người luôn. Cho nên lúc đó bắt đầu mới cắt đứt để mà cưới nhau. Rồi cưới nhau về có con rồi thì cô này bắt đầu mới yêu anh này. Đó, nó là vậy đúng không? Nói chung á, là tại vì em thấy anh cũng tội nghiệp. Đó là ảnh ví dụ như mỗi lần bạn trai cũ em tới cái ảnh cho tiếp chuyện, rồi cho đi chơi, đi ăn, đi uống, rồi cứ mỗi ví dụ như Tết đến vậy đó cho em đi qua nhà bên đó. Rồi dạng như đi chơi này nọ này kia rồi đó, mà ảnh cứ về ví dụ như cái gì ảnh buồn cái ảnh ngồi ngốc vậy thôi. Hoặc là hỏi cái gì hay mét mẹ đó, mẹ coi vậy đó có được không này kia nọ. Chứ không có nói gì vợ hay này kia nọ đó. Anh bao dung. Dạ, chỉ có là cái đi theo dõi em thì là bắt ghen rồi đụng mặt với nhau luôn nè. Bắt ghen có nghĩa là ông này ghen với bồ của em luôn. Đúng không? Đi theo dõi em. Bình thường thì buổi sáng lên nhà chơi. Chơi nói gia đình là đi làm, nhưng mà thật chất ra không có làm. Ghé nhà em chơi ở sáng tới chiều mới về, mà hôm nay số trưa về rồi. À về cho về, đạp xe đạp về nhà Bình Thạnh á. À đều đi về. Cái gì về em xách xe em đam đi theo dõi. Mà em theo dõi em chạy ngược chiều không à. Tại vì nếu mà chạy thượng chiều tao quay lại thấy liền, mà chạy cứ ngóc ngóc đằng sau quay lại không à. Em chạy bên đường bên kia kìa. Mà chạy suốt từ đó lên tới Phú Nhuận á. Tới đường Thích Văn Đức Phú Nhuận á. Thì em thấy ra vừa tới là thấy bồ cũ đứng nói chuyện. Thì em nẹt ra nẹt bôn cái là quay lại thấy em hết hồn, đạp xe bỏ chạy. Cái phản xạ. Cái phản xạ là em đạp, em cống đứt, em bỏ, em chạy. Rồi ông này em dí theo em, rồi bồ cũ dí theo ông này. Trời rồi ba người dí nhau, em chạy loạn xạ, em không biết em chạy đâu, em chạy tùm lum. Chạy lộn vô tới sân bay luôn. Nhưng mà có đụng nhau không? Không, đụng. Không, em làm thôi, đã em chạy em né chắc anh mà. Anh kia anh phải vô lấy xe nữa, anh chậm một nhịp rồi. Bà này chạy trước, ông này gượng theo, ông kia gượng theo ông này. Em chỉ cần em cho chấp chạy trước lại đâu chạy đâu có lại. Không, em dí được theo em thôi, dí được theo em là em kêu rồi thôi về đi, đừng có ở đây, em sợ là gì em biết cái tính người bạn trai của em là nóng. Là người kia nóng hay người này dạ, nóng? Dạ, người kia nóng. Cái người này thì ngậm ngùi không mà, chứ không nói gì hết á. Rồi có đụng có nhau, thì em kêu này về. Tại vì đạp hồi mệt á. Không có đụng, không ai đụng ai, chứ bữa đó đụng là mệt rồi. Đúng rồi, đụng là mệt rồi đó. Cho nên là chỉ có ông này đụng thôi, đụng em rồi mới kêu thôi đi đi về đi, để này kia nọ, cũng nghe lời đi về. Rồi bây giờ bạn trai cũ của em đâu rồi? Dạ, mất rồi. Ảnh bị ung thư bao tử. Ồ vậy hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi mà mất? Anh lớn hơn anh này 1 tuổi. Nhưng mà mất lâu rồi. Mất bao lâu rồi? Chắc cũng mười mấy năm rồi. Hồi lúc quen nhau là biết ảnh bị đau bụng hay đau bụng, cứ mỗi lần đau bụng em đi ra tiệm thuốc tây em mua thôi, chứ cũng không có nghĩ là bị gì. Đến khi mà sau khi mà chính thức em lấy chồng rồi đó thì ảnh cũng buồn, rồi ảnh quen tùm lum la này kia nọ, cái nhậu hồi nào em không biết nhậu cái cũng nhậu. Rồi bắt đầu càng ngày nó càng hại, khi mà bắt đầu đau dữ dội quá thì đưa vô bác sĩ mới nói là giai đoạn cuối. Trời, tức là lúc đó là nhiêu tuổi? Dạ năm đó anh mất là 31 tuổi. Mà quá trẻ. 31 đó. Mà lúc anh mất thì là nó mới cưới được 6 năm. Dạ. Lúc mà năm nay là cũng mười mấy năm rồi. Đó là thì nói chung anh mất thì hai vợ chồng đi làm chung nào giờ hai chồng cái gì cũng chung hết. Từ nào giờ cứ việc gì cũng đều chung chung vậy đó. Thì trong cái lúc mà mất á, cái nhà anh báo vậy đó, cái chồng không được lắm, ổng kêu là thôi em bỏ đây đi, đi về đi, cường mất rồi. Cái đây em chạy xe về, mọi việc ở công ty thì anh tự lo, xin nghỉ làm gì làm. Là anh cho em đi qua bển để ở bên đó làm. Rồi ở bên đó em cũng muốn xin để tang này kia, tại hai người mối tình đầu mà cái bên gia đình đó nói thôi con có chồng rồi, không có để tang gì được, ở sớm ta dị nghị. Rồi thôi chị ở phụ này kia, rồi cứ mỗi năm vậy đó thì anh cũng chở vợ đi tới nơi để mà mua bông cắm. Thầy gì cho em á. Ra mộ đó hả? Dạ, ra mộ đó quá. Thì anh nói có thằng khùng, thằng chồng nào khùng như tôi không? Tự nhiên đưa tiền cho vợ đi mua bông cắm cho thằng bồ cũ. Thì nó là chết rồi, mình đâu có đó là tốt quan tâm chứ. Mình đâu quan tâm cái chuyện đó. Thì đó, cứ mỗi năm mà. Thì anh cũng chở vợ đi ra thì hoặc là những là cái... Dịp mà hai mấy, tám, chín Tết á, mộ thôi. Thì cứ chở vợ ra mộ. Rồi dỗ gì á, hàng năm cái anh cũng chở đi tới nhà để mua chiếc cây này kia rồi gỡ cái này. Đó là một cái việc rất là văn minh em. Rất hay. Thậm chí cái người bồ của em mất mà còn nói mà nói chứ thôi em gái sống hạnh phúc đi, anh thấy không ai bằng chồng em đâu. Nếu mà là anh cũng không có làm gì được. Mà chồng em vậy là tốt rồi đó, kiểu thôi, như là trường hợp cho nào này mà bồ cũ lại nhậu với chồng.
thích mời lại ngồi chơi uống một vài hai ly vậy đó. Chuyện nó bình thường, tới nhà bình thường. Thích chở vợ đi cho xin cho chở vợ đi công chuyện chứ. Nhờ vậy mà ông thay đổi cái suy nghĩ đó chứ hồi lúc đầu là không đồng ý cho bé này quen với anh này đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà sau này là thay đổi cái suy nói nghĩ. Nói chung cả gia đình em cũng không ai thích cho em lấy ảnh hết. Nhưng mà bây anh giờ hai sao? Vậy mà anh hai anh từ luôn á, anh nói nếu mà mẹ mà gả xong mà cho này là con cũng từ này kia nọ. Đó cứ sợ là không lo được tương lai này kia rồi. Tại cái ảnh lúc đó anh nhìn ảnh nhau lắm. Nói chung là còn lôi cho lóc chóc lắm, chưa có chững chạc. Giữa hai người một giờ một vật mà lớn hơn nhau có một tuổi mà anh kia thì chững chạc này kia nọ. Nhưng mà ảnh gia trưởng, còn anh này thì không chững chạc. Nhưng mà được cái là thí dụ như dễ dãi vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bao dung chứ không phải dễ dãi. Dạ. Bởi vì anh dễ này chịu cái tánh anh vậy anh mới làm từ thiện được. Đó, anh dễ chịu lắm sao không được hết á. Cứ thí dụ như mỗi lần bồ tới nó anh ở nhà em đi chơi với cậu chút nha. Ok đi. Rồi những cái ngày gì đó cái anh tặng là vẫn cho tặng, rồi nói chung đồ em đeo rồi cũng anh đó anh tặng vẫn cho đeo, hoặc là hình hai đứa chụp vẫn còn giữ, anh cũng không có nói nhật ký gì anh đó viết vẫn cho để chứ không có phải bắt xé hay là bắt này kia nọ đâu có gì đâu. Bây giờ cô ấy đó là của mình rồi, là vợ mình rồi, quan trọng sống người đó cũng đã mất rồi, mình đâu có ghen làm gì, ghen với cái hồn người ta làm gì. Nói chung là anh cho em sống với quá khứ, không có phải bắt em là phải quên. Nhưng mà bây giờ là tình hình là gia đình như là rất là yêu quý anh này đúng không? Dạ. Bởi vậy mới thấy tại vì làm rể tới 6 năm lận mà. Ảnh đi làm rể giống như là em đi làm dâu mà em không có làm dâu, rồi ảnh thay em làm dâu đó. Đó. Ảnh ở rể, ảnh giặt đồ cho nhà, rồi ảnh nấu cơm, nấu nước, ảnh đi chợ. Mới thấy vợ của anh Bin cũng quá hay. Sao chị? Vẫn chấp nhận cho anh Bin yêu Thúy Nga, chị Thúy Nga. Thúy Nga là chương trình Vợ Chồng Son bên Mỹ đó, là chị Nga đang làm ở bên Mỹ. Nga chị có hát xì không Thúy Nga? Mỗi lần quay Vợ Chồng Son là tôi biết chắc chắn là Thúy Nga bên Mỹ hát xì. Nhắc hoài luôn vậy đó. Mà cái câu chuyện không có. Công nhận Liên nó hay. Nó chấp nhận đúng không? Rồi giờ nói về cuộc sống hôn nhân đi. Đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt rồi đó. Dạ. Như vậy là bạn này chắc không có tật gì xấu đâu ha. Nãy giờ có. Nghe là khen không à. Có kìa, có. Thấy khen không à, có thấy chê gì đâu. Đâu có khen đâu. Bây giờ chê đúng không? Bây giờ đâu tật xấu như thế nào? Dạ xấu nước đói. Xấu gì? Xấu nước đói, mỗi lần đói là phải ăn liền. Tôi cũng vậy đó ông Cường. Ông ấy ơi, tôi cũng vậy đó. Ông ấy là ông gì? Đói gì ông nói. Đói vô là cọc. Đói vô là mà ăn thì giống như nít vậy đó, cứ phải 4 tiếng là phải ăn, ăn giống đúng như nít mà cứ 4 tiếng là phải ăn, 4 tiếng là phải ăn, ăn lần không có nhiều mà cứ 4 tiếng là phải ăn. Như là rung tay không? Có rung tay. Đói mà nhiều khi nó bực trong người, nó không rung tay mà nó bực trong người, nó bụng rủng. Không có sức chịu đựng. Rung tay mà vừa quạo luôn nữa. Đúng rồi, không có sức chịu đựng á. Đói không cho ăn là lá hồi đâm ra, ví dụ như mình chưa kịp hay là kia ở cái lá hồi cứ quạo rồi. Tức là 21 năm là đều là vậy hay là mới đây thôi? Dạ, sống nước đói. Bây giờ có cải thiện chút xíu không? Dạ. Bây giờ có cải thiện chút xíu không? Cũng vậy, cứ đói là ví dụ như hoặc là gì đang đói mà biểu mình biểu thì giờ nhịn xíu một chút nữa lỡ rồi chút nữa ăn đi không thì kia nọ cứ lầu bầu lỗ bẩu vậy đó, hay cằn nhằn. Bây giờ là anh đang đói ha. Anh chưa đói. Bây giờ là chúng chưa có đói, tại sáng có ăn sáng rồi. Không sao ha, không sao, chưa rồi đâu. Xấu đói nè, rồi còn gì nữa không nè? Nóng tính. Nóng tính. Ủa hiền khô gì mà nóng tính cái gì? Nóng lắm á. Nóng khi nào đói thôi gì hay dạ sao? Dạ không, nói chung là những cái chuyện gì mà bất bình hay là dạng như anh em trong nhóm mà ảnh hay binh này kia, những cái chuyện gì đó là cái đầu ảnh nóng, ảnh cũng hay là nghe phía này chứ. Chẳng hạn giống như là lúc trước á là bên gia đình vậy đó. Ảnh không cần biết là vợ ảnh là có sai hay không, vậy ảnh thấy vợ đi làm về mà thấy vợ khóc một cái là cái quát là giống như ở nhà làm gì cho vợ khóc này này kia vậy đó. Bên vợ bất chấp đó. Cứ hay binh rồi con rồi đi học này kia rồi cứ không hay binh vậy đó, chứ không có chưa có kịp là để nghe như thế nào. Coi như là thương vợ thương con mù quáng. Nói chung là bất kể ai vậy chứ không phải là vợ con. Suy nghĩ cho người khác chứ không phải suy nghĩ nóng gì cho mình. Đó ảnh cứ hay nóng rồi ảnh binh bậy. Mà mỗi lần mà cọc với vợ thì sao? Không thấy được. Có cái này ví dụ như buông lời làm tan nát. Không. Trái tim vợ không? Không, được cái là ví dụ như vợ chồng em là ví dụ như có gây không có chửi. Không có mày tao mày tớ hay là đụng má đụng mẹ đồ giống như người khác vậy đó. Nói chung là không có dùng những cái lời 500 đó. Cũng bình thường, ví dụ như ảnh nóng cái em mà tật em nói nhiều. Em làm gì không vừa ý thì em bực em nhảy hoài. Em nhảy cái chừng nào ổng nóng cái ổng quát lên cái em im. Em im còn không thôi cái ổng nóng cái em quát cái ổng im. Cứ vậy đó chứ không có gây gỗ. Người đàn ông này như những gì mà em kể thì anh cũng đoán biết được là một cái người mà nói chung là có cái tâm rất thiện. Dạ. Nhất là cái việc mà hành động mà chở vợ mình đi thăm viếng mộ của người yêu cũ nè, rồi tham gia những công tác thiện nguyện thì thực chất là cũng đây cũng là một người đàn ông tốt.
Còn cái tật gì nữa không? Đó chỉ có hai tật đó. Xấu đói với lại là nóng tính phải không? Nóng cho người khác. Đúng rồi, nóng mà bất chấp binh người binh bậy không rồi. Rồi giờ tới anh Hoàng Anh đó. Giờ tới em đó, em kể nói đi. Chung là vợ biết cái hoàn cảnh vợ ngày xưa là dân Sài Gòn. Ông già vợ là gốc Huế. Thì ở nhỏ lớn Sài Gòn thì nói chung là vẫn còn khờ lắm. Có cái tật á là cái lầu bầu cứ nhai đi nhai lại một cái vấn đề mà nó hoài nói mà lèm bèm nói nhiều lèm bèm mà chịu nổi luôn nói gì không bực nói mình nói cầm điện thoại ngồi chăm chú điện thoại là khỏi không để ý không muốn để ý luôn cứ nói hoài chịu gì nói cứ có một vấn đề cứ nói hoài đó có đặc nhiên đặc hay quên dặn hôm nay đi lên phường phải cầm cái này cầm này đi xong cái nửa đường quên là bực là phải quay đầu xe lại là nó mất thời gian mà nó đủ chuyện phải... là lúc đó là nóng đó là bực lên lấy về quay qua quýnh mình không quýnh được bây giờ cái quay đầu về chửi thằng tăng đòi chửi rồi thôi nha không có nhắc nữa nha không có nói nữa nha là cái tánh là nói một lần không có nói lần thứ hai đó là anh đúng, dạ, đúng rồi chứ còn đây đụng mình mà quên là anh dừng quên là nói hoài luôn năm tới 10 thì luôn không nhắc lại nó hoài luôn nó chịu nổi luôn. Rồi còn là, gì nữa hình như đó là cái tật của mấy bà hay sao đúng rồi cũng tùy em như chị là không bao giờ có chuyện đó nha thiệt không có nói lại cái vấn chị đề chị làm biếng nói lắm em chị nói thiệt với em á làm gì là mình phải nói thôi chứ còn ở nhà ít khi nào chị nói lắm được còn cái tật gì nữa không không tật thì chỉ có như vậy thôi còn mà một khi mà làm á là hay nói làm thì đừng có nói còn làm xong á dùng thấy chỗ đó dơ hay gì quét á xả hoài quét cũng làm mà cũng phải nói nó đi nói làm chi nói một lần rồi cứ quét xong cái nhà là nói nửa tiếng hậu là tại anh chưa nó hoài vậy đó nhưng mà ở nhà cái vụ chi tiêu á có tính toán đó là có kỹ chi tiêu là bên này chi tiêu hết lãnh lương về là đâu đó nó có ba đêm hết tiền này của anh đi làm là nhiêu đó còn tiền này là về là để cái bao thư đó tự giữ là bà giữ nhưng mà có mượn... tính toán với cái mượn tiền có hay mượn tiền em không tính không mượn tiền có hay mượn tiền em không mượn 500 trả 400 ủa gì đâu theo lẽ là phải trả 550 chứ không có cái chuyện đó mượn toàn là trả thiếu không à vậy là em 100 đúng không vậy là em biển thủ rồi em biển thủ tiền mượn rồi không phải tại vì em nghĩ rằng ông giữ tiền nhiều không được tốt rút lại phải không rút lại trong túi ông nhiều nhất là một tháng 500 ngàn anh xài đủ không 500 ngàn hả trời ơi nói chung anh đi làm một tháng em chỉ phát lại 500 thôi để cho anh tự xử lại ăn uống một ngày em hút thuốc hết 32 ngàn một gói thuốc 32 ngàn em đi làm á thì chỗ làm cho 50 ngàn tiền cơm bây giờ cái tiền cà phê nè tiền hút thuốc nè tiền ăn trưa nè nó vô có nhiêu đó trong 500 ngàn với 50 ngàn nữa một ngày 50 ngàn là 26 ngày đó chị nhân thuốc lá là vậy là một tháng vậy không bây giờ dễ đó. Lắm dạ, đúng rồi chị nói em nghe nè bây giờ riêng cái vụ đó em ngồi mới tính với vợ em bây giờ em tính ra là một ngày đó là em hút một gói thuốc vậy ly cà phê vậy he rồi ABCD em tính ra hết đi ví dụ như cái con số đó bây giờ em được là bao nhiêu 26 ngày là nó được 1.3 triệu với 500 là 1.8 triệu đúng không bây giờ em ngồi em tính đi nếu mà con số nó vượt khỏi 1.8 triệu thì bắt buộc em phải cho còn nếu không á thì là không anh làm cách nào mà anh có đủ cái tiền anh tiêu mà anh làm không đúng hoặc anh làm bậy là em ráng chịu đúng không con người ta phải có một cái nhu cầu cần và đủ để mà tồn tại còn nếu mà không là bắt buộc gọi là sinh tồn á sinh tồn là người ta phải tìm mọi cách để người ta bù vô tức là xây sở bằng cách nào xây sở không nhịn uống cà phê hay hoặc là ăn cơm trưa rẻ một chút hay hoặc là ăn cái món khác rẻ một chút tội ví dụ như giờ được 50 ngàn giờ ăn hai tô mì gói đi trưa một tô tối một tô ví dụ như là ăn tiết kiệm 10 ngàn ăn với ăn buổi trưa thôi buổi sáng nhiều khi có ăn dư thì ăn không ăn không dư thì, không... thì đó thấy tội không bởi vậy là em phải nói 500 em phải nói ra không nói em biết nghe. Mà nhưng mà em đã nói rồi kệ cái chuyện đủ kệ anh nói chung là em không biết thì giờ lương nhiêu đó thì em phải chi tiêu đủ thứ hết tại vì quán xuyến kinh tế là em mà còn cái mặt khác thiếu đủ thì anh không cần quan tâm đó tại vì mà... hai chồng em ở riêng phải thuê nhà thì đó nhưng mà bây giờ trong cái chi tiêu nó sẽ bao gồm có những chi phí của chồng nữa tại vì á, lâu về dài đó ví dụ giờ cứ tiết kiệm ha buổi trưa ăn mì gói hoài á là bệnh bao tử nhưng mà em biết thì ảnh sẽ không ăn mì gói đâu ảnh sẽ có những cái thành viên của ảnh là mỗi ngày cứ hay ghé ảnh mua nỉ kia cho ảnh ăn lắm rồi nha rồi chị nói em canh nha một ngày nào đó mà có một cô gái nào á mà lúc nào cũng lo về ăn uống cho ảnh nè anh đừng có ăn gì nghe anh phải ăn gì anh phải là em mệt á
chắc không có đâu ha, đúng không? Không có hết á. Người ta nghỉ dịch mấy tháng, 4 tháng người ta lên ký đây mất 3 ký. Tại vì không phải hoạt động với làm hoạt động việc đi tới lui, khiêng giác đồ nữa. Thì từ lúc 4 tháng giờ hai chồng em cứ ở ngoài đường không, đâu có ở trong nhà. Cứ xông pha làm ngoài rồi. Không mà. Thôi ngồi đây và mạnh khỏe như thế này và có thể chia sẻ những câu chuyện mà nó có ý nghĩa như vậy, đó là một cái may mắn cho chúng ta trong cái mùa dịch này rồi. Rồi bây giờ mong muốn nè. Hết rồi đó, mong muốn vợ sao? Nói chung là vợ bất gọi là bất nhai là thì được. Bớt nói nhiều phong dạ nói lại. Thôi bây giờ giữa cái bớt nói với lại là cái mà cho đủ cái số tiền để xài thì em chọn cái nào? Bớt nhai đi. Số tiền thì được. Nói thôi chung là anh tự anh tìm kiếm thôi, mình bớt nói lại cũng được, không sao đó. Ê nó nghe nè, ví dụ như quay lại cái vụ mà bá mà giữ tiền hết á, rồi có khi nào lễ lộc lại đó rồi có bắt chồng phải tặng quà gợi ý không? Còn tiền đâu không có lễ nào mà sót mà tiền đâu mua quà ra hay tiền đó đâu cởi ảnh tiền đâu phải đi dành tiết kiệm lại hoặc là mua món quà đó là phải tiết kiệm lại dính lại đúng không? Hoặc là mình đi chạy xe thì mình kiếm thêm chở khách thêm, mình có tiền thì mình hỗ trợ với cái vụ đó. Không tặng quà là tôi đúng biết, không tôi không biết mấy bà kia làm sao chứ tôi á là hả mà tôi sẽ né cái vụ đó, có nghĩa làm gì làm hả chồng tôi tự nhiên tìm được ở đâu cái tiền nào mà về ấy là tôi sợ. Thành ra là phải đâu đó mọi thứ chứ còn không á. Thời bữa này em ơi, chị nói em á hả, chị nói thiệt đó. Cái này em hiểu tính chồng em mà, cho nên mấy vụ đó thì em không hả. Nói vậy thôi chứ. Sinh nhật cũng phải có quà. Rồi 20 tháng 10 ngày phụ nữ. Phụ nữ. Ngày của mẹ nữa. Ngày của Tết rồi quà nữa, Tết Tây Tết Ta nữa. Không, hai cái Tết là không có. Không, kỷ niệm ngày cưới. Như đó là quan trọng là phải có thì đó, nói chung là năm nào cũng phải bắt buộc là có quà. Quà là phải có, còn tiền từ đâu để có quà là cái chuyện đó tôi không biết. Đúng không? Không có biết. Rồi. Nhưng mà dù mà có tiền riêng á, thí dụ hôm nay giờ nay con 1 triệu là ngắt. Không có chia 5 năm đâu nha. 64 mình có 400 thôi, bên thôi 600. Mà tiền của người riêng của mình hoặc là người ta thưởng hay là mình kiếm thêm được hay gì đó. Ngắt lại. Trời, chút nữa chúng ta ngủ cà phê nói chuyện thêm về vấn đề này. Tôi cũng đứng rồi đó. Rồi còn em sao không? Bây giờ mình không khai á thì mình không có tôn trọng, mình khai mình nói ok. Khai là lấy liền. Khai là dính. Ừ vậy đó. Thương lắm đàn ông, nhiều cái thương lắm. Rồi em sao nè, em mong chồng em thay đổi cái gì nè? Thì nói chung là ảnh cũng không có gì để thay đổi hết đó, ảnh chỉ có là cái xấu nước đói thôi. Rồi với lại nóng tính thôi chứ còn em sống ảnh 21 năm chưa đánh em cái nào hết. Đó thì thương vợ thương con lắm, những bất kể bao nhiêu năm nay nhưng mà tụi em cũng giống như vợ chồng son vậy đó. Thậm chí mà Tết rồi mẹ em nói chúc ai hạnh phúc với tụi bay khỏi một chút đi, lúc nào cũng như là nít vậy đó. Vậy quá tuyệt vời. Vợ chồng thì lúc nào cũng giỡn, mặc dù con lớn nhưng mà lúc nào cũng như là trẻ vậy đó. Rồi đi đâu anh cũng đi ăn đi nhậu gì cũng đều dẫn vợ đi theo, bất cứ cái gì cũng đều chở vợ đi theo hết. Ôi vậy là hay, vậy là thôi chương trình lại tiếp tục, chúc tụi em sau đây sẽ là đám cưới vàng rồi đám cưới kim cương nữa. Chắc chắn sẽ có. Cái việc cải thiện cho cái chuyện mà coi như là xấu tính đói đó, em cứ đúng giờ cho ông ăn. Còn ví dụ như ông đi làm không nhét vô cái túi ông một cái bịch bánh cái bánh gì đó. Bánh cái gì đó đúng không em? Cứ tới đói bụng là lấy cái bánh cắn rụp ra xong. Khó ăn anh. Không phải là khó mà dễ dở ngưng á. Thôi mình nghĩ là sẽ khắc phục được, sẽ khắc phục được. Rồi, cứ vậy nha, hy vọng sẽ gặp lại tụi em ở một cái chương trình gọi là đám cưới vàng tình trăm năm chẳng hạn của MCV luôn nghe. Rồi cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thận rất nhiều. Xin chào em, cảm ơn chương trình.